Quang Hải rớm nước mắt khi ngồi ngoài trận Việt Nam, Indonesia. Ngôi sao của đội tuyển Nguyễn Quang Hải buồn bã khi phải ngồi ngoài chứng kiến Việt Nam thất bại 0-3 trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, tối ngày 26 tháng 3. Trước trận tiếp Indonesia, ở lượt 4 vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình, truyền thông và dư luận gây sức ép, đòi huấn luyện viên Philippe Jussi sử dụng các cựu binh như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn hay Nguyễn Tiến Linh. Thực tế, chỉ Tiến Linh và Hoàng Đức, Hùng Dũng được ra sân từ đầu, còn Quang Hải, Văn Toàn hay Tấn Tài phải ngồi ngoài. Khi Việt Nam bị dẫn 0-2, huấn luyện viên Jussi chỉ thị các cầu thủ dự bị khởi động. Trong đó có Quang Hải. Đầu hiệp 2, sau Lê Phạm Thành Long, đến lượt Hồ Tấn Tài và Nguyễn Văn Toàn được vào sân. Trong hiệp 1, đội tuyển đã sử dụng một quyền thay người, khi Nguyễn Đình bắt thế chỗ Vũ Văn Thanh. Biết bản thân chưa được trao cơ hội, Quang Hải có vẻ bất mãn khi trở lại ghế dự bị. Anh làm điều bộ khó hiểu với quyết định của huấn luyện viên Jussi. Trên ghế dự bị, tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội sốt ruột, liên tục vò đầu bứt tai và có lúc kéo áo bíp lên trên đầu. Lúc này, Việt Nam còn một quyền thay người. Khi Cúc Văn Khang chấn thương và phải rời sân, Quang Hải được phỏng đoán có thể vào sân. Bởi cả hai đều là cầu thủ tấn công và thuận chân trái trong bối cảnh Việt Nam cần ghi bàn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Jussi lại tung hậu vệ Võ Minh Trọng vào, thay vì chọn Quang Hải. Quang Hải thất vọng, ôm đầu buồn bã và đưa tay dụi mắt. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 không được sử dụng dù chỉ một phút trong cả hai trận gặp Indonesia ở bảng F vòng loại World Cup 2026. Không được trọng dụng, Quang Hải vẫn dõi theo và cổ vũ các đồng đội trên sân. Những phút cuối, anh có lúc cùng một số cầu thủ đứng bật dậy, mong chờ đội tuyển làm được điều gì đó. Tuy nhiên, Việt Nam không thể ghi được bàn, thậm chí còn thủng thêm ở thời gian bù giờ. Qua đó nhận thất bại nặng nề 0-3. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thua Indonesia trên sân nhà sau 20 năm, kể từ AFF Cup 2004. Quang Hải bất lực chứng kiến đối thủ Anh từng nhiều lần đánh bại ngay tại Mỹ Đình. Sau trận, Quang Hải đi động viên các đồng đội và vỗ tay tri ân khán giả trên sân Mỹ Đình. Quang Hải là cầu thủ nổi bật của thế hệ Thường Châu, ghi 5 bàn giúp Việt Nam giành huy chương bạc U23 châu Á 2018. Anh sau đó trở thành cầu thủ chủ chốt thời huấn luyện viên Park Hang-seo, cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, lần đầu giành vé vào vòng loại 3 World Cup 2022. Ở cấp câu lạc bộ, Quang Hải sở hữu trọn bộ danh hiệu quốc nội, gồm V-League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia. Năm 2022, Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải hạng nhì Pháp, Ligue 2, trong màu áo Pau Fan Club. Tuy nhiên, anh hiếm khi được ra sân và dần xuống phong độ. Giữa mùa 2023, Quang Hải về nước, đầu quân cho Công an Hà Nội. Mùa 2023-2024, tiền vệ công này đã ghi 5 và kiến tạo 1 bàn sau 10 trận tại V-League. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.